Thưa quý vị và các bạn, Tự Hào là doanh nghiệp được thành lập vào ngày sinh nhật Bác 19 tháng 5 năm 1966. 56 năm qua, lớp lớp các thế hệ cán bộ, công nhân viên, người lao động Tổng Công ty May Hưng Yên luôn có nhiều việc làm thiết thực, học tập và làm theo lời Bác, thi đua lao động sản xuất, xây dựng doanh nghiệp ngày càng lớn mạnh và quan tâm chăm lo tốt đến mọi mặt đời sống của người lao động. Công ty có quy mô sản xuất hơn 2.000 lao động với thu nhập bình quân trên 10 triệu đồng một người trên tháng. Hiện Tổng Công ty May Hưng Yên là đối tác sản xuất của nhiều thương hiệu thời trang lớn thế giới, chuyên gia công hàng xuất khẩu sang thị trường Mỹ, châu Âu, Nhật Bản và Hàn Quốc. Không chỉ giỏi trong sản xuất kinh doanh, những chương trình văn nghệ, dạ hội thời trang như thế này được công ty thường xuyên tổ chức vào dịp kỷ niệm sinh nhật Bác ngày 19 tháng 5. Vốn hàng ngày gắn liền với những đường may, sợi chỉ, nhưng khi trên sân khấu, những người mẫu không chuyên là người lao động đang làm việc tại công ty cũng không kém phần duyên dáng. Đây là một chương trình rất là ý nghĩa và rất là thiết thực để nhằm khơi dậy những cái truyền thống của người công nhân của Tổng Công ty May Hưng Yên. Sau những giờ lao động hăng say, các hoạt động ngoại khóa là chìa khóa để mỗi người lao động trong công ty thêm đoàn kết, gắn bó, tạo phong trào thi đua lao động tới từng phân xưởng và bộ phận sản xuất. Tiền thân là doanh nghiệp may xuất khẩu Hải Hưng, đến nay trải qua 56 năm xây dựng và phát triển, Tổng Công ty May Hưng Yên là doanh nghiệp tiêu biểu của ngành may cả nước về quan tâm chăm lo cho người lao động. 5 năm liền, từ năm 2016 đến năm 2020, được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng danh hiệu Doanh nghiệp vì người lao động, hai lần được tặng thưởng huân chương lao động hạng nhất cùng nhiều phần thưởng cao quý khác. Đây là những thành tích tập thể cán bộ nhân viên Tổng Công ty May Hưng Yên báo công dâng lên Bác Hồ kính yêu.